trước đó là em đã sảy một đứa. Là sau cưới á, là em đã sảy một đứa. Thì tại vì vợ em là bị thiếu máu bẩm sinh nên là rất là yếu. Thì cái khi mà con được khoảng 4 tới 5 tuần á, thì là không biết, tưởng là ốm nghén nên là yếu quá nên là bị sảy. Nó vừa tròn được con nôi xong á, 6 tháng sau là vợ anh có bầu nữa rồi. Anh vội lắm. Anh vội quá. Vội vàng. Thì ngày hôm nay tới với lại chương trình Các Ông Bố Nói Gì, thì em hãy chào quý vị khán giả đi nè. Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Các Ông Bố Nói Gì. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Lê Hữu Phước. Mình chơi hệ hip hop và theo đuổi bộ môn breaking. Và hy vọng là hôm nay đến với chương trình chia sẻ cái quá trình mà làm bố của mình và học hỏi kinh nghiệm từ hai anh ạ. Em có hai đứa con đúng không? Dạ. Đứa lớn bao nhiêu? Dạ, đứa lớn của em hiện tại là 7 tuổi. 7 còn tuổi. Đứa nhỏ là 4 tuổi. Em có đứa con đầu lòng là lúc em bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó em tầm 22, 23 tuổi. Còn vợ em? Vợ em là lớn hơn em 1 tuổi. Hai đứa đều lập gia đình sớm hết. Dạ. Kinh tế lúc đó thế nào? Thật ra là cái kinh tế lúc đó cũng hơi khó khăn. Tại vì em thì cứ đi diễn và đi dạy. Nhưng mà bố mẹ của vợ em muốn là hai đứa yêu lâu rồi. Tại vì lúc đó khoảng thời gian đó là khoảng yêu khoảng 9-10 năm rồi. Thế nên là kêu là thôi hai đứa cưới đi. Tới khi cưới xong, cái bố mẹ kêu họ đẻ đi. Trong nằm trong kế hoạch của bố mẹ vợ em luôn. Cảm giác khi mà vợ em bắt đầu có bầu, thay đổi những cái gì đó, rồi xong em nhận được cái tin đó thì lúc đó là sao? Thực ra là cái lúc đó là em đang đi diễn. Thì vợ em mới nhắn tin cho em là anh ơi, khi nào diễn xong về với em nha. Cái em kêu ủa kỵ ta, bình thường đâu có nhắn gì đâu. Cái xong rồi có công chuyện đó. Cái em nghĩ là chắc có cái gì đó rồi. Cái là em đi về xong rồi cái vừa về cái là cầm nè. Cái em cầm kêu trời, có rồi đó hả? Trời lúc đó em kiểu em rất là sướng luôn á. Tại vì trước đó là em đã sảy một đứa. Là sau cưới á, là em đã sảy một đứa. Thì tại vì vợ em là bị thiếu máu bẩm sinh nên là rất là yếu. Thì cái khi mà con được khoảng 4 tới 5 tuần á, thì là không biết, tưởng là ốm nghén nên là yếu quá nên là bị sảy đứa đó. Xong tới khi mà em sau đó thì vợ với em quyết định là tiếp tục có thêm một em bé nữa, thì là có kinh nghiệm nhiều hơn nên là nuôi dưỡng nó sẽ tốt hơn. Cái lúc đó em có một tiếp theo, em cũng vừa hồi hộp và cũng vừa hạnh phúc nữa, lo lắng nữa. Dạ đúng rồi, đó là đứa con đầu tiên. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu nữa rồi hai vợ chồng quyết định có đứa thứ hai, hay là có nằm trong kế hoạch đâu? Dạ thật ra là nằm trong kế hoạch của bố mẹ vợ em. Dạ có nghĩa là quản lý của quản lý nữa hả? Quản lý của quản lý nữa. Sinh xong rồi cái khoảng 2-3 năm sau cái là kêu rồi con ơi làm thêm đứa nữa. Hai vợ chồng em cũng băn khoăn lắm, cũng tâm sự với nhau nhiều lắm, không biết nên là có nên đẻ thêm một đứa nữa không. Tại vì là cũng vợ em rất là yếu, nhưng mà sau khoảng thời gian thì vợ em thấy ổn rồi á, nên là vợ em cũng quyết định cứ làm cho bố mẹ vui. Dạ. Khi mà vợ em vậy thì em có những cái biện pháp gì đó để mà chăm sóc cho vợ mình? Dạ thì rút kinh nghiệm từ đứa thứ nhất thì em cho vợ em đi khám thường niên, khám thường xuyên ở bệnh viện. Có là cuối tuần em sẽ cho đến xét nghiệm máu, xong rồi thử máu rồi lấy thuốc về uống rồi đi truyền máu. Đó. Cũng như là có kinh nghiệm trước đúng không? Dạ. Liên tục. Và một cái nữa là vợ em ốm nghén á, thì em biết được là khoảng ốm nghén từ 3 đến 4 tháng là bắt đầu nó sẽ đỡ. Nhưng mà vợ em ốm nghén tới tháng thứ 5. Rồi xong rồi tới tháng thứ 6 cái em mới nói là thôi em cố lên. Chắc cũng qua thôi, tháng sau chắc cũng hết rồi. Xong tới tháng thứ 7, thứ 8, thứ 9 rồi đẻ luôn. Đến độ mà em đẻ xong mà em hỏi vợ ơi còn ốm nghén nữa không? Ốm nghén thì thường thường là những cái triệu chứng như là không thích ăn nè. Dạ. Rồi thích ăn những cái món lạ. Vậy mà giờ em không thích ăn cái gì luôn á, nghe mùi là mắc ói rồi, không ăn nghe được. Mùi hả? Nghe mùi là mùi gì? Dạ mùi đồ ăn á anh. Mùi đồ ăn? Dạ. Đến độ mùi em cũng né luôn.
Là gần em là né em luôn hả? Dạ đúng rồi. Hồi lúc mà chưa có ốm ngán hay là chưa có con á thì nghe mùi chồng kiểu nằm gần chồng kêu trời người chồng thơm quá. Chứ ủa thơm gì đâu, đã tắm đâu gì thôi thơm. Không nghe mùi người thơm rồi. Đó. Xong rồi tới khi mà có con ốm ngán xong kêu nghe mùi chồng thôi đi ra. Dạ. Rồi lúc đó em có bị buồn không? Dạ không, thực ra thì em cũng tâm lý nên là em hiểu. Tại vì giờ em ốm ngán cũng khổ thân lắm, thương lắm. Chà. Nên là tại vì đâu có ăn uống được gì đâu. Ừ. Nên là cứ suốt ngày cứ kiểu buồn. Tại vì là thân hình bị to ra anh. Phù ra bắt đầu ăn uống ra. Nhiều ra để mập phát dạ. Triển thai nhi. Dạ đúng rồi, nên là lúc đó giờ em rất là tủi thân. Em cũng hiểu nên là thôi em cũng ráng em chịu thôi chứ em cũng không có biết nói gì thêm. Thì lúc đó giờ em lên bao nhiêu ký nè? Trong khoảng một cái thời gian mà từ mang thai cho tới khi sinh đó là vợ em tăng khoảng 25-26 kg. Gấp đôi à? Dạ đúng rồi. Gấp đôi khối lượng á trời. Dạ. Là vợ em cao bao nhiêu? Dạ vợ em cao cũng cao lắm anh. Cao khoảng 1m4 gì đó. Hai hai chồng xứng nhau ha. Cao lắm anh nè. Nếu anh tưởng tượng lúc đó thì giống cái hình vuông hay hả? Đó, mẹ tròn con vuông đó. Dí chậm chứ không? Thiệt là hề hước. Nhưng mà anh hỏi em câu nào, vợ em là bị thiếu máu bẩm sinh đúng không? Dạ đúng rồi. Thì làm sao mà đủ sức khỏe để mà lo cho con được? Dạ đó là tới bệnh viện để bác sĩ cho thuốc uống. Ừ. Cho thuốc uống bổ sắt anh. Ừ. Uống sắt vô để nó hấp thụ tăng cho con về phần máu. Ừ. Phần máu của mẹ và phần máu của bé luôn. Rồi uống sữa nữa, uống sữa rất là nhiều. Ừ. Dạ. Cứ uống sữa ăn ít lắm, ăn cực kỳ ít luôn. Uống sữa thôi để cho con được hấp thụ. Dạ. Miễn sao khỏe mạnh thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà với một cái hình thể như vậy thì lúc đó cảm giác em như thế nào? Tại vì hồi lâu giờ anh quen người vợ đầu áp chân gối mình là người mi nhon, tự nhiên bây giờ bị thay đổi như vậy thì cái cảm giác của em như thế nào khi mà nhìn vợ mình vậy? Thật ra em cũng chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Tại em cũng xem trên mạng rồi này kia nọ thì em cũng biết là sẽ bị nó sẽ người nó sẽ thay đổi rồi thay đổi máu rồi thay đổi lum hết. Nên là em cũng chuẩn bị tinh thần trước. Nên là em cứ nói vợ không sao đâu, kệ. Mập ra xíu cũng được. Mấy bữa nữa nếu mà mập quá thì anh với em cùng tập thể dục cho nó ấm bớt. bằng chứng là bây giờ vợ em tập nhảy luôn. Sau khi sinh xong mà em kêu đi hỏi đi tập nhảy luôn đi, rồi vợ em cũng đi tập nhảy luôn. Lúc mà lần đầu tiên dắt vợ đi sinh thì em sao? Lúc đó hồi hộp lắm anh. Thật ra là đồ thì chuẩn bị sẵn hết rồi, mọi thứ sẵn hết xong xuôi hết rồi, chỉ cần xách đồ vô thôi. Vợ em bị thiếu máu bẩm sinh nên là phải đẻ mổ. Thì đặt lịch xong rồi tới. Thì cái hôm đó là tới rồi em vô đó em mang hết đồ của con vô xong ngồi chờ. Thì cả gia đình ngồi trong cái phòng chờ. Xong rồi vợ em thì đi đẻ. Nói là thôi em đi vô nha. Cái xong kêu ok em đi vô đi. Vợ em rất là tâm lý. Nghĩa là không để mọi người, không để gia đình lo lắng là sẽ đi mổ nó sẽ bị như thế nào, thế nào, thế nào. Nên là cứ không sao đâu, em đi được. Đó, cứ thế mà đi rồi đi vô. Rất là vẫn tâm lý đó. Dạ. Còn cái đứa thứ hai nha, cái hôm đó em đi diễn về trễ thì là trong đêm đó luôn là hai vợ chồng em vào trong bệnh viện. Rồi xong rồi em buồn ngủ em ngủ. Mà vợ em thì lúc đó bị đau á, đau đẻ. Cái xong rồi vợ em cứ để em ngủ thôi, không kêu em dậy để cho đi vô dẫn vô trong để rắn rỏi vậy. Dạ luôn. Vợ em rắn rỏi vậy. Dạ. Cái cảm giác mà khi đứa con đầu lòng của em nhìn thấy nó em nghĩ gì? Bác sĩ gọi điện tới là vợ em sinh rồi, giờ ra nhận bé. Thì là lật đật nguyên gia đình chạy ra. Thì lúc đó ra vừa gặp đứa con thôi, trong đầu em nghĩ là kiểu ủa con mình đấy hả? Mà kiểu nó lè hả? À? Ừ. Nó đỏ ửng luôn, xong rồi cái mũi nó to nữa. Cái mũi to nhất luôn á, nhìn vô thấy cái mũi kiểu ủa kỳ ta, sao nhìn không giống con mình mà giống con ai. Xong rồi nhìn sao giống tay quá vậy ta, kiểu giống như lại tay. Cái em mới hỏi em nghĩ đầu em nghĩ hỏi là không biết là có phải lộn đứa nào không. Em còn nghĩ vậy nữa. Bây giờ nhóc lớn lên giống chưa? Dạ giống rồi. À giống rồi, được rồi. Sau khi mà sinh đứa con trai xong về thì cuộc sống gia đình em có bị thay đổi gì không? Dạ thay đổi cũng khá khá anh. Khá khá tại vì là thế nào? Tại vì là vợ em sau sinh là cũng tủi thân mà. Tủi thân vì là thân hình nó thay đổi tùm lum hết. Xong rồi em thì em cũng cố gắng em chăm bé. Rồi có nghĩa em bỏ hết công việc của em luôn. Em về em chăm cho con, đứa con của em luôn. Rồi cứ sáng ra tắm,
nắng cho con, xong rồi tắm rửa, xong rồi thay biển thay tã, xong rồi cho uống sữa mẹ. Rồi đêm thì em cứ nằm em bế em cho nó con ngủ. Đó, nói chung là hoàn toàn luôn. Tại bình thường em đâu có làm được những cái công việc đó. Nhưng mà những công việc đó là do hai vợ chồng em làm, ông bà ngoại có phụ không? Dạ không, phụ ít thôi à. Tại vì là trước đó là em có đi học một cái khóa về chăm sóc em bé khi sinh, nên là em cũng có một chút kinh nghiệm này, em cũng tự chăm luôn. Là nó dạy thế nào? Là sẽ có một con búp bê? Dạ, có con búp bê, xong rồi bắt đầu thay tã, rồi đó tắm gội đầu như thế nào, bế như thế nào, gội. Dạ đó. Khóa học vậy? Dạ. Rồi xong về nhà bắt đầu thực hành thực tế. Dạ. Nó có gì sai sai ở trong lúc mà lý thuyết không nhỉ? Có anh. Lúc mà lý thuyết á, em lên em tự tin lắm. Là kêu đây gì, ba đồ quỷ này, bế đây gì, xong rồi đầu gọi đầu đây đúng không, xoa xoa đây đúng không, xịt này kia, rồi xong tới cái khi mà em làm thực tế á, em làm bị slow motion anh, bị chậm quá, bị chậm, sợ đau vậy, đụng đồ thiệt sợ đồ anh thiệt, sợ dễ vỡ đó. Dạ sợ dễ vỡ đâu thì là búp bê, búp bê thoải mái sao con mình thì nhẹ thôi. Bây giờ vậy nè, câu hỏi là câu hỏi của chương trình. Dạ. Ép tụi anh hỏi, cứ ép hỏi hoài á, kỳ á. Sau khi mà hai đứa con khôn lớn, rắn rỏi rồi đó. Dạ. Thì khoảng bao nhiêu lâu thì hai vợ chồng ấm ấm được. Bữa nay ăn cơm quá à. Đâu. Hai đứa con ngủ rồi. Dạ. Là khoảng bao nhiêu lâu vậy? Khoảng bao nhiêu lâu thì vợ em sẽ nói câu đối với em. Dạ, cái đó chắc em để hỏi anh á. Cái gì? Thì anh cũng bạo lắm á. Anh là đứa đầu tiên thôi là đẻ mổ. Dạ. Đẻ mổ xong là vừa chăm xong là nó vừa tròn được có nôi xong á, 6 tháng sau là vợ anh có bầu nữa rồi. Anh vội lắm. Vội quá. Vội vàng quá. Còn em thì thế nào? Dạ, em chắc khoảng 3 tháng đó. Nhưng mà trước đó nha, trước đó là em cũng đang nằm vậy nè, thì em qua kiểu em dạ ơi chú khóc đâu anh, con gì vậy tay con ngủ rồi. Xong rồi cái vợ em mạnh lắm, đi ra đi chỗ khác đi. Xong luôn em quay qua ok phải. Không, thực ra là đó là những cái gì đó trong nhà mình biết, là những hành động, những hành động yêu thương nhau thôi chứ không gì hết. Thì bây giờ tới em nè, em hãy tự thú đi. Em có những cái lần mà cái lỗi gì mà khiến cho vợ mình buồn lòng? Thực ra là em có một cái tội lớn nhất từ trước tới giờ, đó là cái tội mê nhảy anh. Nó cái nghề mình luôn rồi, rồi đam mê công việc. Rồi tới bây giờ thì hai đứa con, thì em có khắc phục được phần nào đó không? Dạ em cũng có khắc phục được anh. Là em mang hai đứa đi nhảy chung với em luôn. Đúng rồi. Và tới hiện tại bây giờ, vô cái khúc kết luận hồi nãy, vô cái khúc mà bây giờ là em lôi vợ em đi luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Vì là cả nhà đi đi nhảy luôn. À, đó là cái tội của em là đam mê công việc, nhiều khi lãng quên gia đình. Nhưng mà bây giờ hạn chế được rồi. Thì anh chúc em cũng từ từ sẽ hạn chế, để mà cân bằng được công việc và gia đình của mình. Bây giờ vậy, bên chương trình cũng có một cái món quà. Mà thực sự là món quà này thì bản thân anh với anh Đạt cũng chẳng biết đây là món quà gì. Dạ. Nói chung thì bên chương trình thì họ biết thôi. Thì bây giờ thì mời em xem một cái clip nhỏ thôi. Anh Phước á, thì là một người chồng rất là tốt. Anh rất là tâm lý. Có những cái việc mà đôi khi mình chưa có nói ra đâu, ảnh cũng đã hiểu và làm những cái điều đó cho mình luôn á. Cha thì ảnh lại là một người khá nghiêm khắc với bé. Bình thường á thì chơi với con rất vui, nhưng mà để dạy con á thì ảnh rất là nghiêm khắc. Đồng thời á, những cái vấn đề giống như là mình sinh hoạt hàng ngày á thì ảnh chăm con rất là giỏi, rất là giỏi luôn. Vì sao? Là bởi vì thay vì mình là cho bé ăn, tắm cho bé, dạy bé chữ thì ba làm hết. Ba đưa đón con đi học nè, ba tắm nè, ba cho ăn nè, ba dạy nhảy nè, ba dạy chữ nè. Ba tuyệt vời, ba làm được mọi thứ.
Trước khi sinh á thì mình trầm cảm rất là nhiều, bởi vì mình là một người bị thiếu máu bẩm sinh á, cái cơ địa của mình rất là yếu. Mình không ăn được, ói rất nhiều, ốm nghén rất nhiều, và mỗi lần mà đi khám á thì đều có kết quả là bị động thai, gã sảy thai, nên mình rất là lo lắng. Chính vì càng lo lắng thì mình càng không ăn được. Sau khi mà sinh bé ra xong á thì nó có một cái vấn đề nữa là cái khoảng thời gian mà mình mang bầu mình không ăn được, nhưng mà cái gần cái tháng cuối á, mình uống sữa rất là nhiều, ngày uống tới 1 tới 1.5 sữa lận, thì một tuần mình lên tới 4 kg. Thì cái tháng cuối cùng đó là tổng cộng là trong một cái quãng thời gian 9 tháng đó thì tổng cộng là mình lên 25 tới 26 kg trong một cái thời gian ngắn, là cái tháng cuối cùng á. Thì mọi thứ tay chân mặt mũi là sưng hết, sưng và cảm thấy rất là buồn, cảm thấy rất là tủi thân luôn, có đứng trước gương là chỉ có khóc thôi. Giận chồng lắm, mình càng buồn mình càng thấy mình xấu thì mình càng giận chồng mình. Là vì sao? Là vì tại sao mà chỉ có phụ nữ mới mang thai mà không phải là đàn ông, tại sao là em mà không phải là anh, mình luôn tủi thân như vậy. Không hiểu là lúc đó là do là cái cơ thể của mình thay đổi, nên là cái suy nghĩ của mình nó cũng tiêu cực hơn nữa. Là chỉ có khoảng thời gian đó mình nghĩ như vậy thôi. Còn bây giờ thì đương nhiên là đỡ hơn rồi, đỡ hơn rất nhiều rồi. Khi mà sinh bé Chiếc Chiêu á, anh Phước đi Malaysia để chấm dại, thì lần đó cảm giác của mình buồn lắm, tủi thân lắm. Mình biết là anh cũng như vậy á. Mỗi lần mà đọc tin nhắn của anh, sẵn tiện đây thì có chương trình này thì em có thể nào mà
có những gì mà em chưa nói được với vợ em, hoặc mà em muốn nói, em có thể nói tặng vợ em hay là chia sẻ với vợ em như thế nào? Vợ ơi, thì thật ra bây giờ chồng chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho hai đứa mình thôi. Vì thời gian qua mình vì công việc, vì gia đình, mình không có nhiều thời gian riêng để mình đi chơi hoặc là đi đi xả stress. Thì sau đây anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em và cho gia đình.